Thuyết Nguyễn kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị và các bạn, một ngày mới đã bắt đầu. Thuyết xin kính chúc quý khán thính giả trên kênh Định cư Canada một ngày mới tràn đầy năng lượng, niềm vui và hạnh phúc. Vâng, thưa quý vị và các bạn, câu chuyện tình ở xứ sở lá phong có vẻ như đang đi đến những cái hồi kết thúc. Vâng, trong những ngày qua, các bạn thấy rõ ràng rằng bác sĩ Trần và Ngân đang có thể tiến tới một cái cuộc hôn nhân. Cuộc hôn nhân có vẻ như không thể không không được hoàn chỉnh như ý của Ngân và bác sĩ Trần mong muốn, bởi vì trong cái cuộc tình này nó vẫn có rất nhiều những cái điều mà thần bí ở trong đó. Một cái câu hỏi là tại sao Ngân mới sinh em bé được mấy ngày mà lại vội vã đi lấy chồng, nó là như vậy. Thì ở đây có rất nhiều quý khán thính giả đã đặt ra những câu hỏi nghi vấn. Tuy nhiên, theo Thuyết nghĩ rằng nếu một khi đó là quyết định của Ngân thì chẳng có bất cứ một rào cản nào có thể ngăn cản được cuộc tình giữa Ngân và bác sĩ Trần. Vâng, trong khi đó các bạn cũng biết Hùng và Tám Trang là một mối tình đẹp. Đôi bạn trẻ này như là vẫn suốt ngày đêm quấn quýt bên nhau. Vâng, có thể nói suốt ngày đêm thì nó hơi quá đáng, nhưng ngoài cái giờ mà Hùng phải chăm sóc con và có thể lo những việc như là học hành ra, thì khi mà Hùng đến gặp Tám Trang thì đôi trẻ này quấn lấy nhau không bao giờ muốn rời xa nhau. Đó cũng có thể nói rằng kết thúc một mối duyên tình. Vâng, trong khi đó thì những cặp đôi khác có vẻ như họ có duyên mà lại không có lợ. Ví dụ như trường hợp của Tuấn và Hà Đông, hoặc ví dụ của thầy thuốc Đông Nhi với Thuyết, vân vân. Ở trong 4 video ngày hôm qua thì Thuyết đã đọc được rất nhiều những lời bình luận của quý khán thính giả khác nhau. Trong đó có một lời bình luận của một bạn Nguyễn Hồng đã làm Thuyết phải suy nghĩ mãi. Bạn ấy nói rằng, đời người là một dịch vụ trọn gói, bao gồm hạnh phúc, niềm vui, nỗi buồn, khổ đau mà bạn không thể mua riêng từng thứ. Vâng, các bạn đã từng nghĩ đến điều này chưa? Mình thấy rằng đây như là một cái định nghĩa về một cuộc đời hoặc định nghĩa về một cái cuộc hôn nhân. Vâng, bạn ấy nói rằng đời người là một dịch vụ trọn gói, bao gồm hạnh phúc, niềm vui, nỗi buồn, khổ đau. Thì ở đây, theo Thuyết nghĩ, bạn nói rằng cả một đời người thì theo Thuyết nghĩ rằng nó cũng chưa chính xác 100%. Nhưng nếu thay chữ đời người vào chữ một cuộc hôn nhân thì có vẻ nó sẽ đúng hơn. Vâng, cuộc hôn nhân của Ngân với bác sĩ Trần có thể sẽ đi đến hồi kết trong ít ngày tới nữa đây thôi, bởi vì Thuyết thấy rằng tất cả những động thái của bác sĩ Trần đang tiến tới một cách rất quyết liệt để lấy Ngân bằng được. Trong khi đó thì Ngân cũng vẫn rất yêu bác sĩ Trần, vẫn chưa thay đổi quyết định. Các bạn biết rồi đó, trước đó Hùng đã đưa ra cái kế sách nói một từ không chính xác là bắt cóc con của Ngân, nhưng đây chỉ là một cái hành động muốn để cho Ngân suy nghĩ lại. Thì sau cái sự vụ đó thì Ngân cũng chỉ đưa ra một cái lời là hoãn lại đám cưới chứ không hủy hôn ước. Vâng, hai điều này hoàn toàn khác nhau. Và trong những cuộc hôn nhân này thì các bạn biết đó, khi người ta xác định bước vào cuộc hôn nhân để giữ tồn nòi giống cũng là để kiếm tìm những cái hạnh phúc cho bản thân, thì người ta phải chấp nhận như là một cái dịch vụ trọn gói. Ngoài cái sự hạnh phúc đó ra thì các bạn phải chấp nhận những cái điều khổ đau mà trong cuộc tình sẽ đem lại. Bất cứ cuộc tình nào cũng vậy mà thôi. Ngay cả những người có những mối tình đẹp như tranh vẽ, nhưng đến khi họ bước vào một gia đình, một cái thế giới riêng của họ rồi, thì trong cuộc đời sẽ còn rất nhiều những điều khổ đau ngoài cái chuyện hạnh phúc ra. Vâng, và đây chính là một cái định nghĩa có thể nói rằng mang đến cho tất cả mọi người một cái trải nghiệm. Có nghĩa là các bạn trải nghiệm cuộc sống của các bạn xem có phải đúng là đời người hoặc hôn nhân là một cái dịch vụ trọn gói như bạn Hồng Nguyễn đã nói ra như vậy đúng hay sai. Thưa quý vị, trong video này Thuyết muốn chia sẻ một cái lá thư rất ngắn thôi của một bạn tên từ Mai Loan, của một bạn tên là Mai Loan đến từ thành phố Hà Nội. Và trước khi đi chia sẻ cái lá thư này, Thuyết có mấy lời xin cảm ơn quý khán thính giả trong một số cái chuyện riêng tư. Điều thứ nhất, Thuyết cảm ơn bác tên là bác Diệp, 90 tuổi, đến từ đất nước Mỹ. Bác ấy liên tục gửi những cái cách thức để muốn làm sao đó Thuyết cai được cái thuốc lá, bởi vì Thuyết nghiện thuốc lá khoảng 50 đến mức độ hơn 50 năm nay rồi. Đấy.
Tuyết nhớ từ ngày đó là còn rất nhỏ đã hút thuốc, không chính xác là không biết mấy tuổi, nhưng mà đã hút thuốc từ bé, cho nên là đây là một cái chuyện cai thuốc rất là khó. Thì ở đây bác Diệp đã gửi rất nhiều, trong khi đó cũng nhiều bạn khác gửi những video và những cái lời bình luận là góp ý với Tuyết nên bỏ thuốc lá, bởi vì thuốc lá thật sự là nó mang đến cái chuyện hại sức khỏe, nó là một phần. Như và đặc biệt cái nguy hiểm ở đây là Tuyết đang nuôi hai đứa con nhỏ, và ở đây nó không giống như ở Việt Nam, bởi vì thời tiết nó lạnh, các bạn muốn đi ra bên ngoài hút thuốc thì có thể là âm bao nhiêu độ, trời mưa tuyết như vậy các thứ, thì hút được một điếu thuốc ở bên ngoài thì cũng chết rét rồi, chứ là hút trong nhà thì nguy hiểm đến sức khỏe của đứa bé. Chính vì vậy mà Tuyết xin cảm ơn tất cả quý khán thính giả. Hiện tại Tuyết đã bỏ được thuốc lá 6 ngày và có vẻ như đang đi đến cái chiều hướng rất là tốt. Thì trong câu chuyện này, Thuyết chỉ biết nói rằng xin cảm ơn tất cả mọi người là điều đầu tiên. Cái điều thứ hai thì Thuyết muốn đưa ra một cái lời hứa với tất cả quý khán thính giả rằng là Thuyết sẽ bỏ thuốc lá. Nếu không bỏ được thì tất cả quý khán thính giả cứ thoải mái, coi như là vào, coi như là kể cả cái chuyện mà không theo dõi kênh của Thuyết nữa, và bất cứ cái điều gì các bạn có thể dùng những cái từ lời lẽ coi như để làm cho Thuyết tổn thương, Thuyết cũng chấp nhận. Bởi vì đây là một lời hứa danh dự với Thuyết, của Thuyết đến với quý khán thính giả. Lý do tại sao vậy? Lý do bởi chỉ có cách đó thì Thuyết mới cảm thấy mình bị tổn thương, bị xúc phạm thì mình mới có cái quyết tâm bỏ được thuốc lá. Đây là một cái cách thức mà của một cái của bác Diệp đã gửi cho Thuyết. Hãy hứa với toàn bộ quý khán thính giả trên kênh Định Cư Canada là tôi bỏ thuốc. Còn nếu tôi không bỏ thuốc thì ai chửi mắng tôi cái gì chấp nhận hết. Phải làm như vậy thì mới bỏ được thuốc. Thì xin cảm ơn bác Diệp với cảm ơn tất cả quý khán thính giả, và Thuyết sẽ giữ nguyên lời hứa như vậy. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta đi vào video chính ngày hôm nay. Một câu hỏi được đặt ra ở đây là Ngân quyết định lấy bác sĩ Trần thì có cái gì sai sai hay không? Hay đây là quyết định chính xác của Ngân? Ngân năm nay đã 54 tuổi rồi và đã trải qua một vài cuộc tình. Có thể những cái ngày xưa mà khi Ngân lớn lên thế loại thế kia thì Thuyết không biết, nhưng mà từ ngày được chia sẻ câu chuyện thì Ngân cũng đã trải qua một vài cuộc tình, và có thể những cuộc tình này sẽ là cái kinh nghiệm để dẫn đến một cái quyết định chính xác cho cuộc đời, phần đời còn lại của Ngân. Vâng, chúng ta đã có rất nhiều những lời bình luận đưa ra, và hôm nay Thuyết nhận được một lá thư rất ngắn ngủi thôi, và đây là một câu chuyện mà Thuyết cảm thấy rằng là nó có một cái gì đó mà chúng ta cần phải tranh luận xem là đúng hay sai, hay là có thể có nhiều bạn cho rằng đây là người của bác sĩ Trần thế nọ thế kia, nhưng Thuyết thì không cho là như vậy. Thuyết nghĩ rằng là trên cuộc đời này có rất nhiều những người lạ kỳ, ý của Thuyết muốn nói rằng về cái cơ địa của họ, cho nên là họ có những cái khác người mà chúng ta không hiểu được, trong khi đó Ngân chính là một người như vậy. Vâng, bây giờ xin Thuyết sẽ xin đọc toàn bộ lá thư của một bạn tên là Mai Loan đến từ Hà Nội. Bạn ấy viết rằng: Chào anh Thuyết, tôi là một quá phụ nhiều năm nay. Tôi theo dõi kênh của anh từ ngày đầu tiên và chưa bỏ qua tập nào. Tôi tên là Mai Loan đến từ thành phố Hà Nội, Việt Nam. Hôm nay tôi có vài ý kiến đóng góp dù chưa bao giờ đưa ra lời bình luận từ trước đến nay. Tôi mất chồng gần 20 năm nay và bằng tuổi Ngân. Tôi cũng có cơ địa giống Ngân vì không có chồng, nhưng sinh lý vẫn đòi hỏi cuồng nhiệt. Gen của tôi thích trai trẻ, nhưng sau khi sinh được ít ngày, tôi chỉ thích những ông già như bác sĩ Trần mà thôi. Tôi sinh em bé được 3 tuổi rồi, nhưng vẫn thèm khát y hệt giống Ngân. Vì chuyện Ngân muốn lấy bác sĩ Trần không có gì khó hiểu cả, vì thời kỳ này Ngân rất ghét trai trẻ. Trong chuyện này hoàn toàn không có bùa ngải gì như bạn Thiên Nga Trần đã nói. Tôi chắc chắn là Ngân đã chủ động quan hệ tình dục với bác sĩ Trần rồi và có thể quan hệ nhiều lần rồi và sẽ không bao giờ quên được bác sĩ Trần. Có khi Ngân còn sẵn sàng làm chuyện đó công khai ban ngày trước mặt mẹ Hùng nếu bác sĩ Trần đáp ứng. Mọi người bớt bàn tán đi vì mọi người không hiểu gì cả. Càng nói nhiều, Ngân càng làm tới mà thôi. Chuyện này chỉ những người như tôi mới hiểu. Tôi ủng hộ Ngân lấy bác sĩ Trần. Ngay cả tôi, nếu sang được Canada, thì tôi cũng tìm đến bác sĩ Trần tranh giành với Ngân. Vì mẫu người đàn ông đa tình như bác sĩ Trần ở đời này không hề dễ kiếm. Chúc bác sĩ Trần và Ngân hạnh phúc. Vâng, đây là toàn bộ lá thư của bạn Mai Loan đến từ thành phố Hà Nội. Trước hết xin cảm ơn bạn Mai Loan rất nhiều.
Từ trước đến giờ thì Thuyết cũng lần đầu tiên nghe được cái chuyện của bạn Mai Loan kể. Không biết trên thế giới này có nhiều người giống tính cách của bạn Mai Loan với của Ngân hay không? Nếu nói như bạn Mai Loan, có nghĩa là bạn ấy vẫn sinh em bé vào năm 51 tuổi, tức là cách đây 3 năm. Bạn ấy nói rằng bạn ấy bằng tuổi của Ngân, đúng không ạ? Thì 54 tuổi mà bạn ấy vừa sinh em bé được 3 tuổi. Đấy, đây nhá. Tôi sinh em bé được 3 tuổi rồi nhưng vẫn thèm khát y hệt giống Ngân. Đấy là câu nói khẳng định của bạn như vậy. Thì có nghĩa là bạn Mai Loan này đã sinh em bé ở cách đây 3 năm, được 3 tuổi rồi. Và trong khi đó thì các bạn biết rằng là bạn ấy nói rằng bạn ấy góa chồng, tức là bạn ấy không có chồng và chỉ đi quan hệ bên ngoài luồng thôi. Thì ở đây là bạn ấy trước nói rằng là theo như mình thấy ở đây không biết chính xác hay không, là bạn ấy nói rằng là nó có hai cái thời kỳ. Cái thời kỳ trước là rất thích trai trẻ, nhưng đến khi thời kỳ sau sinh thì lại cực kỳ ghét trai trẻ, tức là chỉ thích những người già, những người như bác sĩ Trần. Ở đây chắc bạn ấy nói không rõ, nhưng mà theo như Thuyết nghĩ rằng là những người có tuổi thì người ta sẽ có kinh nghiệm hơn trong những cái cách mà chăn gối vợ chồng, đúng không ạ? Và đây cũng có thể là cái yếu tố để cho bạn Mai Loan rất thích những người có tuổi như vậy. Chẳng hạn như là những cái người như sinh viên Hùng mới trải qua một lần với một người đàn bà thì rõ ràng họ sẽ không có kinh nghiệm rồi, đúng không ạ? Còn những người như bác sĩ Trần thì trải qua có thể không biết là bao nhiêu người phụ nữ trong cuộc đời này rồi, cho nên là bác ấy có nhiều kinh nghiệm. Thì có thể những cái điều này khiến những chị em phụ nữ mà như Ngân, như bạn Mai Loan không thể xa rời được những người như bác sĩ Trần. Tại sao mà người ta lại có những cái suy nghĩ rằng là đây là cái gen, chứ không phải là bất kể người nào cũng giống như nhau, mà đây là cái gen của mỗi người. Và gen của bạn Mai Loan giống y hệt là cái gen của Ngân. Tuy nhiên theo Thuyết thấy thì có một cái gì đó trong cái chuyện này thấy hơi sợ sợ. Sợ sợ cái gì ở đây là bạn ấy viết rằng là có khi Ngân còn sẵn sàng làm chuyện đó công khai trước trước mặt mẹ Hùng nếu mà bác sĩ Trần đáp ứng. Vâng, ở đây mình thấy cái chuyện này rất là sợ, đúng không ạ? Tức là mẹ Hùng ở đây thì danh chính ngôn thuận thì chưa phải là mẹ chồng, đúng không ạ? Nhưng mà là cháu nội rồi, tức là bà nội của cháu Nhẫn rồi, mà Ngân có thể làm cái chuyện đó trước cả mặt mặt mẹ chồng thì đúng là thế, thấy nó quá hoảng sợ. Chuyện này thấy nó đi ra vượt qua cái ngoài cái đạo lý của con người rồi các bạn. Đây là mình thấy cái này là mặc dù cái chuyện sinh lý đòi hỏi hoặc như thế nào đó thì làm cái chuyện đó có thể là kín đáo, đúng không ạ? Ví dụ như là bây giờ cùng trong một cái nhà, ý của bạn Mai Loan có nói là ví dụ như trong căn nhà đó mà bác sĩ Trần đến thì Ngân có thể là đưa bác sĩ Trần vào trong phòng, đúng không ạ? Chứ không phải là làm lù lù ở giữa trước mặt đây. Ý của bạn Mai Loan nó là như vậy. Nhưng Thuyết vẫn cảm thấy sợ bởi vì cái chuyện đó nó là thuộc cái chuyện gọi là rất là tế nhị, đúng không ạ? Nó phải như thế nào đó, người ta phải cái chuyện đó nó phải kín đáo, cái thứ hai là nó phải đem đến từ hai phía, mà nó phải có một cái gì đó mình không biết diễn tả, bởi vì thật sự là Thuyết cũng không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này. Nhưng mà khi mà nói bảo làm trước mặt chuyện này như ở trước mặt những người khác thì Thuyết cảm thấy nó có một cái gì là nó không đúng về cái con người, đạo đức của con người cho lắm. Mai Loan cũng khuyên mọi người là đừng có mà bàn tán nhiều, bởi vì các bạn không hiểu. Ở đây đúng rõ ràng là Thuyết không hiểu rồi, còn những người khác hiểu hay không thì Thuyết cũng không biết nữa. Và bạn ấy hoàn toàn ủng hộ cái vấn đề của Ngân đấy, bác sĩ Trần. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thực sự ra chuyện này thì Thuyết không có nhiều kinh nghiệm lắm, và thực sự ra là Thuyết cũng không gặp được cái mẫu người như bạn Mai Loan. Ở đây là mình không dám dùng cái từ như hôm qua, bởi vì bạn Mai Loan là một quý khán thính giả chứ không phải là như Ngân. Ngân muốn gì thì cũng là theo cái danh chính ngôn thuận, cũng là anh em kết nghĩa với Thuyết. Thuyết có trách nhiệm hơn là Thuyết phải dùng những từ khích động đối với Ngân, làm sao đó coi như khích động để Ngân hiểu ra vấn đề. Cho nên là Thuyết sẽ dùng những cái từ nó hơi bị mạnh mẽ một tí, chẳng hạn như bảo ôi mới sinh em bé được mấy ngày đã tí ta tí tẩn, không phải là làm cho Ngân tổn thương mà để làm cho Ngân coi như nhìn ra vấn đề. Nếu có đi quan hệ với người khác thì để cho con cái nó cứng cáp hơn. Ý của Thuyết chỉ là như vậy thôi, chứ không cố tình làm cho người khác bị tổn thương đâu. Ở trong câu chuyện của Ngân với bác sĩ Trần thì có một bạn khác cũng ủng hộ cái mối tình của Ngân với bác sĩ Trần. Ở đây mình sẽ xin đọc lá thư thứ hai của một bạn rất quen thuộc với chúng ta, tên là Đoàn Thị Điệp, đến từ đất nước Mỹ. Vâng, bạn ấy hôm trước đã viết một lá thư cho Thuyết, nhưng sau đó Thuyết chưa kịp chia sẻ, bởi vì mỗi khi chia sẻ của từng lá thư các bạn
Ví dụ hôm nay mình chia sẻ của bạn lá thư của bạn Đoàn Thị Điệp thì nó phải hợp với cái video của Thuyết đang nói về vấn đề câu chuyện của Ngân với bác sĩ Trần, chứ nó không phải là 8 trang với Hùng, đúng ạ? Thì lá thư nào nó hợp với cái video nào thì Thuyết sẽ chia sẻ trong cái video đó. Cho nên là bạn Đoàn Thị Điệp thấy Thuyết chưa chia sẻ thì đã thu hồi lại cái tin nhắn. Và hôm nay thì bạn Đoàn Thị Điệp lại đến lại với chúng ta với một cái lá thư khác. Và trong lá thư này, Thuyết thấy rằng nó cũng tương tự như lá thư của bạn Mai Loan đến từ thành phố Hà Nội. Cho nên là Thuyết sẽ chia sẻ với quý khán thính giả. Trong câu chuyện này chúng ta tham khảo lý do tại sao? Bởi vì có thể cái số số đông chưa chắc gì đã đúng. Ý của Thuyết muốn nói rằng có tới 95% những quý khán thính giả không ủng hộ Ngân lấy bác sĩ Trần. Nhưng chưa chắc gì cái số 95% này đã là đúng, mà số 5% còn lại có thể lại là đúng. Ở đây ý của mình nói rằng biết đâu bạn Đoàn Thị Điệp và bạn Mai Loan là số ít thôi, những người ủng hộ thôi, bác sĩ Trần thôi, nhưng lại là vấn đề đúng. Cho nên chúng ta phải suy xét xem chúng ta đã sai, số 95% không ủng hộ Ngân với bác sĩ Trần là sai, hay là bạn Đoàn Thị Điệp và bạn Mai Loan là đúng. Vâng, bây giờ Thuyết xin chia sẻ lá thư này. Nước Mỹ ngày mùng 2 tháng 7 năm 2024. Trước hết, em xin kính chúc những gì tốt đẹp nhất đến với gia đình anh Thuyết và tất cả mọi nhà trên toàn quốc được xem kênh Định Cư Canada qua lời của anh Thuyết diễn đọc và lời tôn kính nhất. Và sau đây, em có đôi lời kính gửi đến chị Ngân. Trước kia, em đây đã từng rất nhiều lần ủng hộ chị Ngân đến với bác sĩ Trần. Đến hôm nay, em vẫn còn giữ nguyên ý định như cũ. Thứ nhất, riêng bản thân em đây sẽ không bao giờ dung túng cho bất cứ một kẻ nào, nhất là những người kệ canh tương tác, dùng mưu kế bắt cóc trẻ em để uy hiếp tinh thần và trao đổi điều kiện. Đó chính là một kẻ vô nhân tính, không thể nào tha thứ được. Chuyện của hai mẹ con chị Ngân đến với bác sĩ Trần chưa xảy ra bất cứ một điều gì xấu cả, mà mọi người đã mắng chửi bác sĩ Trần kia là luôn cả chị Ngân nữa. Còn Hùng đã làm ra chuyện tày trời thì mọi người cho đó là chính đáng và cứu mẹ con của chị Ngân. Các chị em phụ nữ chúng ta hãy tự nghĩ xem, nếu một người đã từng chung chăn gối suốt 3 năm bắt cóc con yêu quý của mình để uy hiếp tinh thần, trao đổi điều kiện, thì các chị em phụ nữ hãy nghĩ như thế nào? Mà là sự trợ giúp mưu kế của người ngoài cuộc. Thực tế, nói đúng hơn là Hùng chỉ muốn kéo thêm thời gian để cho Ngân suy nghĩ và thay đổi ý định lấy Hùng, và Hùng sẽ có được số tài sản của chị Ngân. Nếu ngày đó không may mắn sự cố xảy ra, Hùng gặp ngay người xấu, thì đứa con của chị Ngân sẽ xảy ra chuyện, hoặc họ sẽ tống tiền chị Ngân. Vậy mọi người nghĩ sao? Nói cho cùng, Hùng đây không làm ra trò trống gì cả. Học hành thì cũng rớt, xin việc thì cũng cần người giúp. Nói chung, Hùng kém về mọi mặt. Con nói mẹ Hùng đã dùng mọi mưu kế chỉ vì lòng tham không đáy. Lại còn giả bệnh tật để uy hiếp con trai của bà, và chính mẹ Hùng là người đưa con trai vào phòng pháp luật nếu chị Ngân không tha thứ. Hùng là một kẻ kém thông minh, chỉ biết nghe lời người khác hướng dẫn và làm ra những chuyện không thể nào tha thứ được. Hùng một lần uy hiếp chị Ngân thì sẽ có lần thứ hai. Là phụ nữ, chúng ta nếu chết thì phải chết trong vòng tay của một đại anh hùng tài ba về mọi mặt. Điều em muốn nói, nếu thật sự hai mẹ con chị Ngân xảy ra chuyện hoặc mất hết tài sản cho bác sĩ Trần thì điều đó không có gì phải tức tưởi cả, vì ít ra bác sĩ Trần có trí tuệ thông minh hơn người. Bác sĩ Trần có thể điều khiển được tất cả mọi người, luôn cả khối óc của những người. Nếu được chết trong vòng tay của bác sĩ Trần thì không có gì phải hối tiếc cuộc đời. Còn nếu mất tài sản và chết trong vòng tay của Vũ Tiến Hùng, đó là một sự uất ức. Vì Hùng đây là một kẻ ngu si, chỉ biết nghe lời thiên hạ. Và Hùng sẽ làm ra chuyện hại đến mẹ con chị Ngân bất cứ lúc nào. Chị nên cẩn thận giữ lấy thân cho hai mẹ con, và chị nên sớm đưa mẹ Hùng rời khỏi căn nhà của chị. Thực tế nói đúng hơn
Trong lúc này chị hãy tránh xa Hùng và gia đình Hùng. Họ tôi ngày chỉ biết na mắng, chu chéo, làm cho gia đạo tan tành bất cứ lúc nào. Nếu thật sự chị vẫn còn giữ ý định muốn làm vợ cho bác sĩ Trần, thì trong lúc này đây, mẹ con chị phải di chuyển đến nơi khác. Chị hãy bỏ mặt, bỏ mặc để cho mẹ Hùng ở đó một mình bao lâu kệ mẹ Hùng. Cùng nắm giữa chị và Hùng chỉ vì đứa con trai ở giữa ràng buộc. Không thể một ai ngăn cản hoặc nói xấu chị đến với bác sĩ Trần được. Gia đình Hùng và thiên hạ không thể nào can thiệp về tài sản của chị Ngân, vì đó chính là chuyện riêng tư, là xương là máu của chị Ngân. Xưa nay trời kêu ai lấy dạ, chị Ngân không mất tài sản dưới tay bác sĩ Trần thì cũng sẽ mất cho người khác. Nếu thật sự đến ngày chị Ngân phải mất trắng tay thì không thể nào chạy thoát khỏi. Chị Ngân đã từng cầu hôn với bác sĩ và nay vẫn còn ý định muốn làm vợ cho bác sĩ Trần, thì tại sao tất cả mọi người nghĩ đến điều đó là bùa ngải? Nếu thật sự bác sĩ Trần ác hại người chiếm đoạt thì câu chuyện éo le này đã kết thúc từ lâu rồi. Chuyện xưa kia của bác sĩ Trần đó là chuyện quá khứ. Mọi người hãy cư xử và đón nhận chuyện của ngày hôm nay. Giống như có rất nhiều người ca ngợi chị Ngân làm người tốt, có tấm lòng nhân hậu, hay làm việc thiện, cứu trợ, giúp mọi hoàn cảnh, thì trong lúc này đây, chị hãy giang tay đón nhận những người con rơi của bác sĩ Trần về làm con nuôi của chị. Đó cũng là một công đức to lớn, và đây cũng là phước đức của chị, tới số được trời ban cho chị thêm những đứa con ngoan, thay vì chị có một mình Vũ Tiến Nhẫn. Họ nhận Hùng là con nuôi, còn chị thì nuôi con của bác sĩ Trần. Đó là người chị muốn lấy làm chồng thì không có gì phải e ngại. Hãy cố lên chị Ngân, và em tin rằng bác sĩ Trần sẽ yêu chị tha thiết, và chị sẽ là người đẹp trên cả những đóa hoa mà người đã cung hiến cho chị. Một lần nữa cuối thư, em xin kính chúc tất cả lời tôn kính nhất. Vâng, xin cảm ơn bạn Đoàn Thị Điệp đến từ đất nước Mỹ. Trước hết mình thuyết xin đính chính chỗ này nhé. Bạn Đoàn Thị Điệp viết rằng là giống như có rất nhiều người ca ngợi chị Ngân là một người tốt, có tấm lòng nhân hậu, hay làm việc thiện, cứu trợ, giúp mọi hoàn cảnh, thì trong lúc này đây chị hãy giang tay đón nhận những người con rơi của bác sĩ Trần về làm con của chị. Vâng, thuyết xin đính chính, bởi vì lúc nãy thuyết đọc là về làm con nuôi, nhưng mà thực tế ra là không có chữ nuôi nha các bạn. Tức là ý của bạn Đoàn Thị Điệp nói rằng là chị hãy giang tay mà đón nhận những đứa con rơi của bác sĩ Trần về làm con của mình, chứ không phải là con nuôi. Thuyết đính chính. Chuyện đó các bạn thấy không? Trong bởi vì bạn Đoàn Thị Điệp lại viết chữ lời chính tả nó hay bị sai, mà viết trên Messenger Facebook rất là khó đọc, thành ra là có những câu từ mà thuyết đọc không chuẩn xác ấy, chẳng hạn chỉ có mỗi một thêm một từ và bớt đi một từ, cái nghĩa của nó đã khác rồi. Chẳng hạn như là bạn Đoàn Thị Điệp, cái nguyên văn của bạn ấy nói rằng là chị Ngân là người đã giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn rồi, thì bây giờ chị hãy giang tay và đưa những đứa con rơi của bác sĩ Trần về làm con, chứ không phải là con nuôi. Đấy, chỉ từ con thôi với con nuôi thôi đã hoàn toàn khác nhau rồi. Vâng, và đây là toàn bộ lá thư của bạn Đoàn Thị Điệp. Trước hết cũng xin bạn cảm ơn bạn Đoàn Thị Điệp rất nhiều đã nói ra cái tức là sự thật của lòng mình. Có nghĩa ở đây các bạn khi nghe cái lá thư của bạn Đoàn Thị Điệp đã biết rằng bạn ấy là một người rất thẳng thắn, đúng không ạ? Không ngại coi như là sự lém đá của quý khán thính giả, không sợ cộng đồng mạng, bởi vì rõ ràng bạn ấy biết rằng có tới khoảng 95% mọi người là không muốn Ngân lấy bác sĩ Trần, bởi vì con người của bác sĩ Trần nó rất là bí hiểm, đúng không ạ? Cho nên là chưa tìm hiểu được về kỹ về con người của bác sĩ Trần thì mọi người lo sợ cho Ngân, và chính là cái điều quan trọng nhất là lo sợ cho bé Vũ Tiến Nhẫn, đúng không ạ? Con trai của Hùng. Cho nên là mọi người mới phản đối. Chứ còn thì nếu bây giờ thứ nhất là Ngân không có tiền bạc gì cả, không có tiền bạc, chỉ là một cái cô gái bình thường khác thôi, thì câu chuyện đã lại hoàn toàn khác, đúng không ạ? Thì rõ ràng khi người ta đến với nhau rõ ràng chỉ vì tình yêu thôi. Nhưng đây cái vấn đề nó nằm ở đây là con trai của Ngân nó lại nắm giữ một số tài sản quá lớn. Và đây chính là cái vấn đề mà người ta nghĩ rằng có thể trong cái chuyện bác sĩ Trần đến với Ngân nó không phải là cái tình yêu.
Vâng, hôm qua mình cũng đọc được một cái lời bình luận của một bạn nào đó. Bạn ấy nói rằng bác sĩ Trần không hề yêu Ngân, bởi vì nếu mà bác sĩ Trần yêu Ngân thì sẽ không bao giờ coi như là tư vấn cho Ngân để đi làm đẹp. Bởi vì rõ ràng là bác sĩ Trần thấy Ngân coi như là ví dụ như là xấu chẳng hạn, hoặc là sẽ coi như là ví dụ một người xấu, một người già mà đi với mình thì nó sẽ không cân xứng, cho nên là mới tư vấn cho Ngân là phải đi làm đẹp đi, đúng không ạ? Thì cái từ cái vấn đề đó thì một bạn nào đó nó đã nói rằng nếu người ta đã yêu thì không cần phải là đi làm đẹp. Đã yêu rồi thì cái người vợ của mình, người yêu của mình có xấu như thế nào trong chăng nữa, với mắt, với đời, với thiên hạ, đúng không ạ? Ở trước con mắt của thiên hạ là người ta cho vợ mình, cho người yêu của mình rất xấu, nhưng với con mắt của mình thì người yêu của mình tuyệt vời là đẹp. Bởi vì một khi đã yêu rồi, nói đôi khi là hơi quá đi, có nghĩa khi yêu ấy, các bạn có hình dung được không, khi mà người ta yêu nhau rồi á thì nói thật cái chất thải trong cơ thể của con người đó có thải ra thì cũng cảm thấy thơm, cũng cũng rất thích là hít đó, đúng không ạ? Chứ là một khi người ta yêu rồi nó là như vậy đó. Các bạn cứ hình dung ra, nếu các bạn thật sự yêu một người nào đó thì ngay cả người đó coi như có xả cái chất thải trong cơ thể ra thì các bạn cũng vẫn cứ thích hít, vẫn thấy rằng ồ rất là thơm đó. Khi mà người ta yêu nó là như vậy, cho nên là cái hình thức thiên hạ cho là xấu, nhưng đối với tôi nó lại cực kỳ là đẹp, bởi vì yêu rồi mà. Khi yêu rồi là rất khó nói các bạn. Và cái câu chuyện giữa Ngân và bác sĩ Trần thì mình cũng hy vọng rằng Ngân yêu bác sĩ Trần theo cái cách như vậy, có nghĩa là, và ngược lại bác sĩ Trần cũng yêu Ngân theo cái cách như vậy, có nghĩa họ không cần biết thiên hạ coi như gièm pha điều gì, và trước mắt mình là thần tượng, là thiên thần, là coi như là tình yêu vĩnh cửu. Vâng, Thuyết biết rằng là sau khi đọc lá thư của bạn Đoàn Thị Điệp thì sẽ nổ ra một cái cuộc tranh cãi rất là lớn. Thuyết biết nó là như vậy. Bởi vì trong lá thư của bạn Đoàn Thị Điệp thì bạn ấy dám nói thẳng, nói thật cái suy nghĩ của lòng mình, không ngại gì coi như là cộng đồng mạng ném đá. Trong cái chuyện, ngay cả chuyện bây giờ tài sản của Ngân, bạn Đoàn Thị Điệp nói rằng dù tài sản của Ngân có vào tay mất trắng trong tay bác sĩ Trần thì cũng coi như là cũng là một điều coi như là đáng là hạnh phúc. Theo cái cách nhìn của bạn Đoàn Thị Điệp như vậy, và có được chết trong vòng tay của bác sĩ Trần thì đó cũng là cái mơ ước của cả một cuộc đời. Đây nhá, mình xin đọc lại cái phần này của bạn Đoàn Thị Điệp viết nè. Điều mà em muốn nói thật sự là hai mẹ con của chị Ngân nếu xảy ra chuyện gì hoặc mất hết tài sản cho bác sĩ Trần thì điều đó không có gì phải tức tưởi cả. Vì ít ra là bác sĩ Trần có trí tuệ thông minh hơn người, bác sĩ Trần có thể điều khiển được tất cả mọi người, luôn cả khối óc con tim của người ta. Và nếu được chết trong vòng tay của bác sĩ Trần thì không có gì phải hối tiếc cuộc đời này cả. Đó, bạn Đoàn Thị Điệp quan niệm và tôn vinh bác sĩ Trần như là một người hùng như vậy. Và nếu Ngân phải chết trong tay bác sĩ Trần hoặc là mất hết số tài sản đó vào trong tay của bác sĩ Trần thì coi như là cuộc đời này cũng không có gì phải phải hối tiếc. Đó, trong cách nhìn của bạn Đoàn Thị Điệp, nếu nói như vậy thì theo Thuyết nghĩ rằng đó là một tình yêu, gọi là một tình yêu nó rất là cao cả, đúng không các bạn? Một tình yêu ở đây có nghĩa là người ta không nghĩ gì đến chuyện tiền bạc và ngay cả đến tính mạng. Có nghĩa là tình yêu này theo Thuyết nghĩ không biết là nó chỉ có trong như là trong tiểu thuyết á. Ở ngoài đời thật thì nói đúng ra là Thuyết chưa nhìn thấy cái trường hợp này. Đó, còn thì tất nhiên là khi mình đọc truyện hoặc mình xem phim thì có nhiều những trường hợp như vậy. Còn thì ngoài thực tế ở cuộc đời thì thật sự ra là Thuyết chưa nhìn thấy. Bạn Đoàn Thị Điệp nói lên những điều này thì mình hiểu được tấm lòng của bạn Đoàn Thị Điệp. Rõ ràng ngay cả bây giờ bạn Đoàn Thị Điệp có thể, ví dụ như bác sĩ Trần, ok, bạn Đoàn Thị Điệp có thể cũng chấp nhận tất cả, đúng không ạ? Bởi vì chính bạn thân Đoàn Thị Điệp là khuyên Ngân là hãy đưa những đứa con rơi con vãi của bác sĩ Trần mang về nuôi mà. Chứ là bạn Đoàn Thị Điệp chắc chắn là sẽ chấp nhận thôi. Và điều này mình ủng hộ bạn Đoàn Thị Điệp. Nói chung là đó, bởi vì nó là tình người. Một khi nó tình yêu rồi thì nó bất chấp tất cả. Người yêu của mình trong con mắt thiên hạ dù xấu xa ra sao chăng nữa, nhưng trong con mắt của mình thì nó là tuyệt vời. Và đây nó là, mình có thể chúng ta có thể nói như là một thần tượng. Trong khi đó thì trong con mắt của bạn Đoàn Thị Điệp thì sinh viên Hùng chả là cái gì cả, kém thông minh và tất cả đều mang cái sự chỉ đạo của người khác, có nghĩa là không có cái gì để tự lập. Ngay cả cái chuyện coi như ngày xưa thì Hùng coi như phải bám vào Ngân, rồi về sau này lại phải do thầy giáo Tân giúp đỡ, chuyện học hành thì kém thông minh, bị rớt lên rớt xuống, đúng không ạ? Không làm được cái gì cho cuộc đời. Đây là trong con mắt của bạn Đoàn Thị Điệp, nói ngay cả chuyện tức là không làm chủ được bản thân.
Và một câu chuyện mà bạn Đoàn Thị Điệp không thể chấp nhận tha thứ, đó chính là cái chuyện sinh viên Hùng bắt cóc đứa con của Ngân. Ở đây thì nó là trên thực tế, nếu mà Ngân á, mà hôm đó mà Ngân báo cảnh sát phát thì là Hùng sẽ đi tong, nói chính xác luôn là Hùng sẽ bị coi như là Hùng sẽ bị xử xử lặng đó, cái tội bắt cóc mà nhất là bắt cóc trẻ con. Thì đừng nói gì ở bên nước thứ ba, ngay cả ở Việt Nam hình như có một người cũng bắt cóc đó, cái đứa bé 7 tuổi gì mà ở Long Biên, Hà Nội, đúng không ạ? Không biết xử hay chưa, nhưng những cái vụ bắt cóc trẻ con này chắc chắn nhà nước là cũng vậy thôi, họ sẽ xử rất là nặng đấy. Thì sinh viên Hùng trong khi đó thì chắc chắn là sẽ bị xử lặng rồi. Bởi vì sao? Bởi vì cậu ta và Ngân có làm đăng ký kết hôn đâu, danh chính ngôn thuận có phải vợ chồng đâu, mà ngay kể cả vợ chồng mà anh bắt cóc con của anh mang đi, anh vẫn bị tội như thường, chứ đừng nói gì là người ngoài. Trên trong chuyện này thì công nhận là Ngân đã có những cái lòng vị tha, đúng ạ. Nếu mà Ngân không yêu Hùng và Ngân thù Hùng á thì chắc chắn đã báo cảnh sát rồi đấy. Và ở trong câu chuyện này thì Thuyết cũng thấy rằng là bác sĩ Trần cũng tuyệt vời ở một cái chỗ là không kích động Ngân, đúng ạ. Chứ nếu bây giờ nhé, nếu mà bác sĩ Trần mà ghét Hùng, nhận con nuôi chỉ là vớ vẩn thôi, còn trong lòng là mang mưu mô thế nọ thế kia, thì bác sĩ Trần, Ngân đang yêu bác sĩ Trần như vậy, thì bác sĩ Trần chỉ cần nói với Ngân một câu là em ơi, báo cảnh sát đi. Như vậy một câu thì Ngân sẽ nghe theo răm rắp, đúng ạ. Bởi vì Ngân bây giờ hoàn toàn là nghe bác sĩ Trần 100% rồi. Mọi người đều nghĩ rằng Ngân đang bị yểm bùa rồi. Không biết bị yểm bùa hay không thì không biết, nhưng chúng ta nhìn thấy cái thực tế là bác sĩ Trần nói gì thì Ngân sẽ làm như vậy. Thì ở đây nếu mà bác sĩ Trần mà nói một câu bảo em ơi báo cảnh sát đi, coi như là nguy hiểm, em không báo cảnh sát đứa con này sẽ nó thằng bé của con của em nó sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, lúc đó chắc chắn là Ngân sẽ alo ngay lập tức. Chỉ một cú điện thoại thôi thì Hùng chạy đâu cho thoát đó. Dù có bà Hoàng Thị Yến đứng đằng phía sau thì cũng không chạy thoát được khỏi pháp luật đâu. Đây là cái điều mà chắc chắn ai cũng nhìn thấy. Thì cái trong cái câu chuyện này thì mình phải thừa nhận là nói cái từ bắt cóc thì nó hơi quá, đúng không ạ? Hùng đây chỉ dùng ra một cái kế muốn làm sao để Ngân thương con, hãy suy nghĩ lại từ từ hãy đi lấy chồng. Mục đích của Hùng chỉ là như vậy. Còn thì nếu ai gắn ghép cái từ bắt cóc thì cũng đúng, nhưng mà nó là hơi quá đi, đúng không ạ? Chúng ta nhìn vào toàn diện trong câu chuyện thì mục đích của Hùng chỉ mong muốn làm sao Ngân ơi đừng đi lấy chồng vội, hãy để cho con nó cứng cáp đi. Mà chính Hùng cũng nói ra những điều đó, đúng không ạ? Sau này Ngân đi lấy chồng, Hùng không bao giờ ngăn cản. Bởi vì một khi không còn yêu người ta nữa thì người ta giữ làm sao được. Trên ở chuyện này, Hùng chỉ muốn làm sao Ngân suy nghĩ lại thôi, chứ không phải là vì bắt cóc với mục đích xấu xa. Đấy. Nói như bạn Đoàn Thị Điệp có nghĩa nào? Nếu mà Ngân kiện Hùng thì Hùng sẽ bị bắt là đương nhiên. Nhưng cái mục đích của Hùng ở đây theo con mắt của bạn Đoàn Thị Điệp là mục đích xấu, có nghĩa là bắt con vì mục đích xấu. Nhưng với con mắt của nhiều người thì Hùng bắt đưa con đi là không phải vì mục đích xấu, mà vì thương Ngân. Có thể là Ngân đang bị bùa bải gì đó, không mà đủ cái tỉnh táo cái đầu óc để mà suy đoán cái sự việc đó, cho nên là Hùng mới làm cái sự vụ đó. Bởi vì không có cách nào hơn nữa, đó là hạ sách, nhưng mà cũng phải làm. Mà cũng chính vì câu chuyện này thì Ngân mới có thể hủy bỏ cái đám cưới, tức là tạm hoãn lại cái đám cưới, đúng không ạ? Chứ nếu bây giờ không vì chuyện đó, Hùng không làm ra cái kế sách đó, thì bây giờ Ngân cả bác sĩ Trần lấy nhau rồi, đúng không ạ? Và nếu có điều gì đó thì như thế nào đây? Nếu xảy ra điều gì đó thì sẽ như thế nào? Cho nên câu chuyện này muộn thì đã muộn rồi, 54 tuổi rồi, đúng không ạ? Vừa được trời ban cho một đứa con rồi thì chậm một vài ba tháng có sao đâu. Tại sao mà phải cứ như là bạn Mai Loan gì đó. Bạn Mai Loan ở Hà Nội rất là ủng hộ Ngân trong cái chuyện mà chỉ sinh con mấy ngày tuổi đã thích đi coi như với ông già rồi. Tức là cái gen của bạn ấy nói rõ như vậy là cái chuyện này không thuộc về phạm trù đạo đức. Người ta coi như là đòi hỏi về sinh lý thì người ta phải đi thôi, mới có đẻ con mấy ngày. Và bạn ấy cũng nói là tôi sinh được em bé 3 tuổi và ngay lập tức là tôi vẫn thèm khát đàn ông như vậy, mà thèm những người già. Thì ở đây chỉ có tôi hiểu được trong vấn đề này, chỉ có những người trong cuộc như tôi và Ngân mới hiểu được thôi, không phải là bị bùa bị ngải gì cả. Mà chuyện sinh lý thì nó đâu phải là thuộc về cái xấu xa đâu. Ngày xưa các cụ nói ồ coi như là tí tởn đi theo dai, chứ bây giờ cái thời nay thì coi như cái chuyện nó đòi hỏi về sinh lý, chuyện đó nó rất bình thường, nó không có cái gì là xấu xa cả. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ở trong cái video ngày hôm nay
thì Thuyết muốn truyền tải tới quý khán thính giả cái câu chuyện mà giữa Ngân và bác sĩ Trần. Ở đây đó nó có hai trường phái, cái một bạn tên là Mai Loan và bạn Đoàn Thị Điệp ủng hộ trong cái chuyện mà bác sĩ Trần và Ngân, thì trong khi đó 95% số người khác không ủng hộ cái chuyện này, thì Thuyết cũng không biết nói như thế nào, và Thuyết chỉ biết chia sẻ ở đây để coi như là sau đó các bạn đưa ra những lời bình luận, bởi vì Thuyết biết rằng tất cả những lời bình luận của các bạn đều được Nguyệt xem xét. Nguyệt ngoài nhiệm vụ trông con ra còn có cái nhiệm vụ giúp đỡ Ngân trong cái chuyện mà xem những cái lời bình luận của quý khán thính giả để coi như góp ý với Ngân. Thì trong câu chuyện này chắc chắn là sẽ đến tai Ngân rồi. Có nghĩa là Nguyệt sẽ xem được những cái lời bình luận của quý khán thính giả để góp ý với Ngân. Thì Tuyết cũng mong muốn những cái lời góp ý thật chân tình. Các bạn nói thẳng nói thật ra như bạn Đoàn Thị Điệp nó rất là dễ đúng không ạ? Chúng ta đâu có phải ngại gì. Ở đây là mọi người Tuyết xem được rất nhiều những lời bình luận. Thực sự ra nếu Ngân không có con, người ta cũng không muốn bình luận luôn. Thôi bà thích đi lấy chồng, cái gu của bà thích lấy chồng già thì bà cứ đi với người già, thích lấy trai trẻ thì cứ đi với trai trẻ. Nhưng ở đây Ngân lại có một đứa con mới sinh ra đời được ít ngày tuổi, đúng không ạ? Cho nên là người ta quý khán thính giả thương cho đứa bé là nhiều. Chứ còn nếu Ngân mà không có con thì người ta cũng chả buồn coi như là comment nặng cái gì đâu. Vâng, thưa quý vị và các bạn, video của Thuyết ngày hôm nay đầu tiên xin chia sẻ và tạm dừng ở tại đây. Thuyết xin chân tình cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh của Thuyết trong suốt cả thời gian qua. Nếu cảm thấy hay, nếu cảm thấy bổ ích thì các bạn có thể chia sẻ, giới thiệu với những người thân khác để biết tới kênh của Thuyết, để cho kênh của mình càng ngày càng phát triển hơn. Và có thể đó chính là động lực để đem tới cho quý vị và quý khán thính giả những video khác chất lượng hơn. Xin chân thành và hẹn gặp lại quý khán thính giả và các bạn ở những video sau.